chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn, ngày mai ra đơn vì đường trần hai lối mong côi từ đây biết ra sao. Kênh âm thanh nội địa Sài Gòn, mình tiếp tục dọn kho thanh lý dàn nội địa Iowa Modern V10 MD. Dàn này sẽ cái size nhỏ gọn rất là đẹp anh em ha, xinh xắn nhỏ gọn ha, chiều cao tầm khoảng 15, bề ngang tầm khoảng 30 nha. Thiết kế loa rời, cục rời để cũng rất là phù hợp cho các không gian nhỏ như bàn làm việc hoặc là phòng ngủ hoặc là để bàn vi tính vân vân, rất phù hợp ha. Kiểu dáng rất là đẹp, mặt này ốp mica bóng loáng luôn, màn hình còn rất là sáng sắc nét luôn anh em ha. Chạy tốt MD, DVD này bấm không thấy ra ha, nó bị cua ra hay gì đó, các anh em về dọn lại. Phía dưới này có mẹ một góc nhẹ chỗ cái khay điều khiển được ra được vô này, mình đã dán keo cho nó cứng luôn, có thể ra vô luôn rồi. Cặp loa thì đúng combo cho dàn nguyên rin luôn, loa bass 12 mà giấy viền vải tẩm nha, còn trép thì trép giấy, trép giấy mũi kiểu giống như loa tàu giải, nhìn rất là đẹp luôn. Thùng loa góc cạnh gỗ còn rất là đẹp, đúng combo nó về luôn anh em ha, là V10 luôn nha. Hàng về từ cô Tokyo Japan nha anh em, series nó giống nhau luôn. Ai qua thì thương hiệu cũng khá nổi tiếng, cho âm rất là hay, anh em sang tìm cũng rất là nhiều luôn. Dàn này thì lần đầu tiên về tới shop nhưng mà là mình không chạy mà CD, mình thanh lý. Lấy dàn này giá 800.000 thôi nè, để anh em về sử dụng trưng bày sưu tầm dọn gì đó để mà nghe. Dàn chỉnh được bass trép trên máy luôn nè, anh em bấm soft mode ở đây hay là bass ha, mình tăng giảm gạt này, bấm mình qua trép đó, rất là tiện lợi luôn. Mừng vui chưa nói được can đời, giờ chia tay náo nề ngại ngùng thấy chân bước. Rồi mình sẽ có chức năng tinner, mình nghe đài radio ha. 95.6 anh em tăng giảm tần số ở đây ha, tinh lên cộng trừ đây. Rồi tới có chức năng AUX, anh em bấm nút function. Chuyển máy với chế độ AUX nè, rồi mở nhạc bên điện thoại phát qua. Cái đây mình dùng như là loa vi tính ha. Vi tính, điện thoại hoặc là cái gì phát nhạc qua cũng được hết. Chân đầu ngõ anh thấy nhà chơ vơ không tiếng cười trẻ. Rồi đây là mua với lòng liên hệ mình 0981333246, anh em ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video hình được chung để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.